Chào các bạn, này giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là máy nồi xay xay giò, kích thước xay giò này, đường kính này là 39 phân này, 39 phân này, bên trong là 36-38 phân này, là bốn lưỡi dao là thép này, motor là 7,5 motor lớn này, một mẻ tầm 10-15 cân một mẻ này, chất liệu inox 34 toàn phần này, cả chân cả 34 dày này, chân nó dày này, khung dày này. Không phải là hàng inox hộp nhá, mà là hàng khung V nhá. V dày dặn chắc chắn này, trục và đùi này. Lốc này. Đấy. Một mẻ. Đây được có 10-15 cân một mẻ. Một thật to. Đấy. Dây ở đâu chưa? Đấu dây chưa? Thế Thạch nha. Bật cho cháu cái máy nào. Quay hả? Vâng. Đây mình chạy thử này. Kích thước từ lồng nhúng này, chiều sâu đó là tầm 20 phân này. Rồi, tôi ấy đi. Nhóc. Nó chạy rất là khỏe nhá, với 10 phân nhá. Rồi, chú tắt đi cháu. Chạy rất là êm nhá, và khỏe nhá. Bốn lưỡi dao. Rồi, các bạn mua hàng liên hệ mình nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều.